Xin chào quý vị khán giả trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hoàng Cường. Hôm nay Đồ Gỗ Hoàng Cường lại tiếp tục giới thiệu những sản phẩm đồ gỗ bàn ăn, những sản phẩm bàn ăn với chất liệu gỗ đỏ 100% tới quý vị khách hàng đang xem theo trên kênh của Đồ Gỗ Hoàng Cường nhé. Hôm nay thì mình cho ra mắt 3 bộ sản phẩm, đó là một bộ bàn ăn 8 ghế và 2 bộ 6 ghế nhé. Mời quý vị cùng theo dõi một vài thông số chi tiết. Trước mắt quý vị là một bộ bàn ăn 8 ghế đây, với kích thước của nó là 95, dài 1m95 nhé. Ở đằng sau quý vị đây là hai bộ 6 ghế, là kích thước bàn là 80m6. Mẫu này thì mình làm chân Louis nhá. Ghế thì ghế hoa hồng, chân Louis. Đó, quý vị cùng ngắm nhìn sơ qua rồi mình sẽ báo thông số chi tiết của sản phẩm này để quý vị cùng xem. Mời quý vị cùng ngắm nhìn một vòng sản phẩm này bên Đồ Gỗ Hoàng Cường. Kính thưa quý vị, với tiêu chí hàng giá tại xưởng đưa tới tận tay khách hàng người tiêu dùng, Đồ Gỗ Hoàng Cường giới thiệu với quý vị là bộ bàn ăn này có kích thước là 80m6, chất liệu gỗ đỏ 100% nhá. Hàng bông vân chọn lọc này, mời quý vị ngắm nhìn này. Hàng mộc này thì mình đã để rất là khô, đó, rất là khô luôn. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ tại xưởng Đồ Gỗ Hoàng Cường, đó. Rất là khô nhá, hàng bông vân, bên này cũng bông vân luôn. Rồi, xin phép được giới thiệu chi tiết của cái sản phẩm cái bàn 80m6 này trước, để mình kéo cái ghế ra mình giới thiệu cái mặt bàn để quý vị cùng xem nhé. Bàn 80m6 này thì của mình là khung tranh là 2,5 phân nha quý vị nhá. Đây, khung tranh là 4 tấm này. Đó, là dày 2,5 phân. Mặt ván thì là 1 phân, hàng cực kỳ khô rồi nhá. Mình phơi cây khô kỹ càng rồi. Chân của mình là chân 10 nhá, quý vị có thể thấy này. Chân 10 chạm cực kỳ là sắc nét. Rồi, mời quý vị cùng ngắm nhìn nhá. Đó là chân 10 này. Vai cũng vai 10 luôn, đường cong này, quý vị có thể thấy cái đường nối theo này. Đó, cái đường nối theo này, lượn cong này. Rồi. Ok, cái đầu bàn này thì mình sẽ làm lượn cong cả vai cả bao lam nhá, quý vị có thể thấy này. Vai cong, chỉ cổ cong theo và bao lam cong. Đó, quý vị có thể nhìn thấy. Đó là phần một vài phần chi tiết của chiếc mặt bàn 80m6. Mời quý vị cùng ngắm nhìn này, hàng bông vân nhá. Đây là. Đây là mình mới hàng mộc, hàng thô thôi mà quý vị có thể nhìn thấy những cái đường vân rất là sắc nét này, đúng không anh em? Quay vân quay thành. Đó. Những đường vân núi này, cái này là vân núi nhá, rất sắc nét, rất là nổi nhá. Hàng mộc thôi là quý vị có thể nhìn thấy rồi, cái đường vân nó rất là tuyệt vời. Rồi, đó là phần chi tiết của cái bàn 80m6 này. Thì hai chiếc bàn này á, thì của mình đều là giống như nhau, đều có thông số và chi tiết giống như nhau luôn, chỉ khác mỗi cái mặt ván nó vân khác nhau thôi. Cái này của mình là vân chun 3D nhá, quý vị có thể nhìn thấy nhá. Đó, vân chun 3D. Rồi, mời quý vị qua bên này theo dõi của bộ bàn 1m2m này. Thì mình sẽ làm vào kích thước số đỏ là 95m95 nhé. Kích thước chính của chiếc mặt bàn này là với chất liệu gỗ đỏ 100% này quý vị nhé. Mà mời quý vị cùng ngắm nhìn hàng bông vân này, bên Hoàng Cường làm này. Đó, hàng bông vân bên Hoàng Cường, lựa rất là sạch đẹp nhé, hàng không tì vết, quý vị có thể nhìn thấy. Phần vai này của mình là vai 7 nhá, chạm quấn thừng nhá quý vị nhá. Vai này vai 7 chạm quấn thừng, nó mình để nó hơi bụi nhá. Vai 7 chạm quấn thừng, dưới này thì là chỉ cổ chạm sen dẹo tai bèo này, quý vị có thể thấy này. Đó. Rồi, tiếp theo đến phần dưới bàn. Phần dưới bàn thì có cái gì? Trụ này của mình là trụ 22 chân, trụ 22 nguyên khối nhá quý vị nhá. Chân dâu 10 13, hoa lá tây chạm sắc nét này. Quay hàng thô tại xưởng để quý vị có thể trước khi mua hàng đến kiểm tra mộc cũng vẫn được luôn nhá, vẫn ok luôn nhá. Đấy, quý vị có thể thấy này. Thưa quý vị, đây là cái xà trụ này. Xà trụ này của mình là dày 2,5 phân, bản nó 13 phân nhá. Đó, làm lượn cong rất là đẹp nhá. Cái này thang đỡ của mình á, quý vị có thể thấy thang đỡ bàn của mình cả 7-8 cây cơ, nên là rất chắc chắn nhá, hỏi về lo về phần thang đỡ. Rồi đó, một vài thông số chi tiết tại xưởng. Giờ xin được quay lấy một chiếc ghế ra làm mẫu quay cho quý vị cùng xem nhé. Chiếc ghế này thì mình thiết kế cái mẫu đơn giản thôi, chân cong một chiều. Đó, có chạm hoa lá tây này, quý vị có thể thấy này.
những cái nét vẽ hoa lá tây rất là mềm mại nhá, rất là uyển chuyển và mềm mại nhá. Rồi ở dưới nó ấy, thì mình sẽ chạm phần tượng này, chạm hoa hồng này, nguyên một giỏ hoa hồng đi lên này. Xin được báo thông số quy cách của này là tó dày 3,5 này, khung tranh là 2,5 này, đó chân thì là 46 nhá quý vị nhá, đó đỡ tựa 9 phân này, chạm hoa lá tây đi kèm này, mặt thì 42 vuông, một mặt 42 vuông, 2 phân cưa đi, đó, ở lượng cong mặt tiền thôi, cái này thì mình cái dáng ghế nó vuông thì mình lượng cong mặt tiền thôi, đó, quý vị có thể thấy này, bên hông thì mình vẫn làm thẳng tắp luôn. Cái phần này thì mình chạm chân chạm máy nhá, nhưng mà mình chạm kỹ ấy. Hàng cao cấp, hàng chất lượng cao nên là mình chạm kỹ ấy. Nhìn rất là sắc nét, quý vị có thể nhìn thấy này, hoa tây nó nổi ra nguyên một cục luôn, đó nhìn rất là nổi bật. Đó, tiếp theo phần chân này, chân này thì 46 nha quý vị nhá, đó quý vị có thể thấy này, mình làm rất dày và chắc chắn này, có độ ngả ra sau nhá, cong cong ra sau này, đó khi mà ngồi rất là thoải mái. Đây để mình ngồi cho quý vị xem. Vẫn tư vấn một chút nhỏ thôi, khi ngồi ghế thì nó phải ngả ra sau thì mình vẫn cảm thấy là thoải mái luôn nha quý vị nhá. Đó, nhanh chóng gọi lẹ một vài chi tiết với tại xưởng cho quý vị nắm được thông tin khi mà mua hàng đồ gỗ luôn. Quay sang đây luôn nhá quý vị nhá, xưởng Hoàng Cường vẫn đang trực tiếp giáp hàng luôn. Những cái góc quay video quen thuộc, hàng mộc, hàng sơn, đây xưởng vẫn đang trực tiếp giáp hàng luôn, quý vị có thể thấy này. Đây là của mình rất nhiều bàn tròn này, 1, 2, 3, 4, bên kia 2 chiếc nữa, là 6 chiếc bàn. Đây, kèo kiếc vẫn còn ướt nguyên này, cho quý vị có thể thấy này. Đây là bàn khung tranh bên Hoàng Cường đang giáp này, mọi thứ vẫn đang hoạt động này. Đó, ngoài hàng mộc ra thì mình cũng có hàng sơn sẵn luôn này, để quý vị biết được là những cái sản phẩm mình là khi mà mình hoàn thiện xong thì mình cũng sơn cho quý vị khán giả, cho quý vị khách hàng mua hàng đặt sơn này, đó. Với giá tại xưởng đưa tới tay người tiêu dùng, quý vị có thể thấy này, hàng mình sơn BU này, để mình bó vào, đóng gói vào hết rồi, chuẩn bị chờ xe đến là chất hàng thôi. Đó. Rồi máy móc thì mình cũng vẫn đang hoạt động nhá. Đấy, xin chia sẻ, hôm nay làm video giới thiệu thì tiện chia sẻ luôn, để quý vị biết được là tất cả mọi cái mình làm đều là tại xưởng hết. Bên này thì là chân sư tử đang có sẵn này, dưới này là chân sư tử này, cho này mình 5 chiếc chân sư tử có sẵn nhá. Đó, hai em thợ này vẫn đang tập trung vào công việc máy móc này, quý vị có thể thấy nhá. Đây là máy đục vi tính của mình đang đục chân ghế ăn, vẫn đang hoạt động này, đang đục chân ghế ăn này, vẫn đang hoạt động này, quý vị có thể thấy này. Đó, chân ghế ăn này mình đã được xong một mặt rồi này, đó, quý vị có thể thấy nhá, được xong một mặt rồi, giờ đang đục mặt trên này nữa, đó, được xong một mặt rồi, đang đục mặt trên này nữa là hoàn thiện nốt rồi, hoàn thiện phần đục thôi. Rất nhiều sản phẩm đang chờ ráp nhé, đây nhá, ví dụ như đây, hai bộ ghế của 12 cũng đang chờ ráp luôn, thì tiện đây giới thiệu cho quý vị là một dàn tay nghề của mình luôn, tay này. Đó này, đó, đó thưa quý vị, đó cũng đang chuẩn bị hoàn thiện, nghe phượng nhá, đang chuẩn bị hoàn thiện, rồi. Sư tử đây cũng rất là nhiều luôn nha quý vị nhá, khôi sư tử này, đây, của mình cũng hàng sư tử này, khôi hàng đẹp không tì vết này, quý vị có thể thấy này, đó, hàng đẹp luôn. Chất liệu gõ 100%, chỗ này của mình là 10 bộ nhé quý vị nhé. Kính thưa quý vị, thì mình xin được báo giá trực tiếp luôn 3 bộ sản phẩm này tại xưởng mình luôn. Với giá sơn hoàn thiện thì quý vị sẽ được tặng kiếng mặt bàn và miễn phí vận chuyển 100 km. Với bộ bàn ăn gõ đỏ 8 ghế này thì mình giao 32 triệu nha quý vị nhé. Đó, hàng khung tranh, đó, ghế lá tây tựa hoa hồng, quý vị có thể thấy này. Với sơn BU hoàn thiện, miễn phí vận chuyển 100 km, tặng kiếng mặt bàn với giá 32 triệu nhé quý vị nhé. Còn hai bộ này ấy, 80m6 6 ghế này. Thưa quý vị, với bộ bàn ăn gõ đỏ 100% sơn BU hoàn thiện, tặng kiếng cường lực mặt bàn và miễn phí vận chuyển 100 km. Với hai bộ này thì bằng giá nhau luôn, mình giao là 26 triệu nha quý vị nhé. Quý vị có thể thấy này.
mình sẽ tặng cái mặt bàn và miễn phí vận chuyển 100 km. Bàn này là bàn Louis nhá. Đó, tổng hợp tất cả những sản phẩm bên cơ sở Hoàng Cường qua một số video để quý vị có thể nắm được. Thì khi mà quý vị theo dõi kênh YouTube Đồ Gỗ Hoàng Cường thì còn rất nhiều sản phẩm đặc biệt bông vân hàng ngàn năm tuổi nữa. Quý vị có thể thấy là bên Hoàng Cường luôn chọn lọc và luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, bông vân nhất để giao tới tay khách hàng. Thì kính mong quý vị khi mà theo dõi video thấy hay thì có thể like và subscribe cho Đồ Gỗ Hoàng Cường. Vâng, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại 0933 395 673, cũng là Zalo của Hoàng Cường luôn, hoặc là kênh YouTube Đồ Gỗ Hoàng Cường, bấm like và bấm subscribe để theo dõi cho kênh của mình để chờ đón những video và những sản phẩm tiếp theo mới. Thì cũng rất mong được sự phản hồi của quý vị khán giả. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.